Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý thính giả 7 mẹo chữa ho bằng hành tây, lưu ý có khi dùng đến. Bạn có thể áp dụng cách chữa ho bằng hành tây ngay tại nhà theo những cách được hướng dẫn dưới đây, thay vì phải dùng nhiều thuốc tây và chạy chữa nhiều nơi, bởi hành tây khá là lành tính, không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng cũng như mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ nhất, công dụng của hành tây. Không phải bỗng dưng mẹo chữa ho bằng hành tây lại được phổ biến và sử dụng rộng rãi đến thế. Khi đem hành tây phân tách nghiên cứu thành phần, các nhà khoa học đã tìm ra được rất nhiều những thứ hay ho có trong một củ hành tây bé nhỏ. Như vậy, ta có thể thấy trong hành tây chứa nhiều các khoáng chất, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Đồng thời, trong hành tây còn chứa các chất chống oxy hóa, đem lại công dụng kháng khuẩn, chữa viêm và làm dịu sưng tấy rất tốt. Hành tây có khả năng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn, nấm, men gây hại, kiểm soát và nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể, điều hòa và chữa ho, tan đờm, bổ phế khí hiệu quả. Cần lưu ý rằng khi sử dụng hành tây nên dùng ở một lượng vừa phải, tránh lạm dụng vì có thể gây ra một số triệu chứng liên quan về đường tiêu hóa như là lạnh bụng, tiêu chảy, kích ứng mắt, miệng, v.v. Chữa ho bằng hành tây với 7 mẹo sau. Thứ nhất, dành cho người lớn, rượu vang ngâm hành tây. Chữa ho bằng cách dùng hành tây ngâm rượu vang là một trong những cách mới được biết đến trong thời gian gần đây. Sau khi nghiên cứu, người ta phát hiện trong rượu vang cũng chứa chất oxy hóa, kháng viêm, diệt khuẩn rất là tốt. Kết hợp cùng hành tây sẽ khiến mùi vị dịu nhẹ, dễ uống mà vẫn đem lại hiệu quả chữa ho tại nhà. Cách làm như sau: 2-3 củ hành tây, 1/2 chai vang đỏ. Cách thực hiện như sau: hành tây sau khi bỏ vỏ, sắt khoanh thì thêm rượu vào, đậy kín nắp trong khoảng 7-10 ngày ở nơi râm mát và sử dụng ngay sau đó. Mỗi lần uống 1-2 thìa, mỗi ngày 2 lần để triệu chứng bệnh viêm họng nhanh chóng biến mất. Hành tây, đường nâu và gừng. Công thức thứ hai phù hợp cho những người lớn mắc phải tình trạng ngứa rát vòng họng, hay ho về đêm, ho liên tục kèm chảy nước mắt, hắt hơi hoặc là khàn giọng, khàn tiếng. Chuẩn bị như sau: một củ hành tây, 10g đường nâu, một nhánh gừng tươi. Thực hiện: gừng cạo vỏ, đập dập, thêm đường và nước đun sôi đến khi đường tan hết, tắt bếp và thêm hành tây cắt hạt lựu vào trộn đều đến khi nước nguội. Uống trực tiếp một thìa và ăn cả cái. Hành tây, hành tím, cộng tỏi. Nhằm tăng thêm hiệu quả chữa dứt điểm cơn ho và tăng đề kháng, bạn có thể thực hiện theo công thức dưới đây. Một củ hành tây, 3-5 củ hành tím, 3-5 củ tỏi, cộng mật ong. Một hũ mật ong ngâm hành tây, hành tím, cộng tỏi có thể từ 2-3 tháng. Thực hiện như sau: đem tất cả bỏ vỏ, giã nát, đổ mật ong ngập nguyên liệu và chưng cách thủy trong vòng 10 phút. Tắt bếp và sử dụng mỗi ngày 3 lần đến khi cơn rát ngứa ở vòng họng không còn nữa. Thứ hai là dùng hành tây để trị ho cho bé, phụ nữ mang thai và người nhạy cảm. Đối với đối tượng này, cần có những lưu ý nho nhỏ khi sử dụng cách chữa ho bằng hành tây. Thứ nhất, không nên dùng mật ong và hành tây sống cho trẻ dưới 1 tuổi. Lúc này đường tiêu hóa của trẻ còn yếu, dễ bị đau bụng, tiêu chảy. Thứ hai, nên thử một ít trước khi quyết định có nên tiếp tục sử dụng cách chữa ho bằng hành tây hay không. Dù các công thức hướng dẫn điều trị cơn ho với hành tây đã được lựa chọn ở mức an toàn nhất có thể, nhưng vẫn phòng ngừa để tránh các kích ứng không đáng có. Tốt hơn hết, nếu những người quá nhạy cảm với các thành phần này thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Trị ho bằng hành tây và mật ong. Cách thực hiện mẹo dùng hành tây và mật ong chữa ho như sau: 30ml mật ong cộng 2-3 củ hành tây. Cách thực hiện: hành tây bỏ vỏ, sắt khoanh tròn mỏng, thêm mật ong và một thìa nước ấm, đậy kín nắp ngâm khoảng 3 ngày là dùng được. Khi sử dụng uống trực tiếp 2 muỗng và ăn cả khoanh hành tây để chữa viêm họng hạt bằng mật ong, giúp các dấu hiệu ho khan, rát cổ biến mất. Tiếp theo là nước ép hành tây. Cách này phù hợp cho những ai bận rộn và không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Cụ thể, hành tây ép lấy nước uống hàng ngày 2 lần sáng và tối. Ai không chịu được mùi hăng của hành có thể thêm chanh và mật ong để làm dịu vị. Cháo tía tô và hành tây. Trong những ngày bị ho, dằn vặt, có thể bạn sẽ cảm thấy nhạt miệng hoặc chán trường uể oải. Hãy thực hiện món cháo tía tô hành tây, vừa đem lại công dụng chữa ho, giảm nhanh triệu chứng của viêm họng, vừa cải thiện được vị giác, giúp cảm thấy ăn ngon hơn. Chuẩn bị như sau: 100g gạo tẻ, 30g lá tía tô, một củ hành tây và gia vị. Dùng hành tây trị ho cho bé bằng cách nấu cháo là một phương án khá hữu hiệu. Cách dùng: có thể chia cháo thành 2 phần ăn trong ngày. Khi nào ăn thì hãng nấu nóng và cho tía tô cộng hành tây. Không nên để qua đêm để tránh hành tây ngoài không khí bị biến chất. Chữa ho bằng hành tây và đường phèn.
Đây là cách thay thế cho mật ong trong trường hợp bé dưới 1 tuổi bị ho khan hoặc dành cho những người bị dị ứng mật. Cách thực hiện như sau, thực hiện tương tự như cách làm siro hành tây mật ong với những cách chữa ho bằng hành tây vừa được kể trên. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức và mẹo hay bổ ích có thể áp dụng mỗi khi trái gió trở trời, làm cơ thể không khỏe mạnh. Bạn có thể thỉnh thoảng dùng cách chữa ho bằng hành tây này, dù không bệnh cũng có thể tăng cường và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe. Nếu quý vị và các bạn đã và đang bị bệnh viêm họng hạt, viêm amidan hay hạt sơ dây thanh quản và một số bệnh liên quan đến đường hô hấp, đã sử dụng nhiều phương pháp hỗ trợ và điều trị nhưng vẫn chưa có hiệu quả và đang mong muốn tìm một bài thuốc trị dứt điểm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp, quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng ngay bộ sản phẩm Thanh Khiết Hầu và Thanh Nga Tán của nhà thuốc. Bài thuốc chuyên đặc trị viêm họng hạt, viêm amidan, viêm họng mãn tính của nhà thuốc Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường. Bài thuốc được bào chế hoàn toàn từ các thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính và không có tác dụng phụ như hoàng kỳ, đẳng sâm, đương quy, cam thảo, bạch chỉ, mã đề và một số dược liệu quý hiếm khác. Hiệu quả triệt để với các trường hợp viêm họng lâu năm, viêm họng mãn tính, viêm amidan ngay trong liệu trình duy nhất. Mọi thông tin chi tiết về bài thuốc cũng như phương pháp điều trị bệnh viêm họng, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0399 286 233 để được các dược sĩ tư vấn chi tiết hơn. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.